Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin nóng đáng chú ý và tôi đến từ tin nóng Cà phê 24 giờ. Mới nhất về đi lại, chỉ xét nghiệm hành khách ở vùng dịch cấp 4. Thành phố Hồ Chí Minh thiếu giấy chứng nhận tiêm vaccine mũi 1 vẫn có thể tiêm mũi 2. 21 lãnh đạo phường ở Hà Nội nghỉ việc khi thí điểm chính quyền đô thị. Đà Nẵng vẫn yêu cầu giấy xét nghiệm COVID-19. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, hướng dẫn mới nhất về đi lại, chỉ xét nghiệm hành khách ở vùng dịch cấp 4. Theo đó, hoạt động vận tải được tổ chức phù hợp theo 4 cấp độ dịch, cấp 1 nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh cấp 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng cấp 3, nguy cơ cao, tương ứng với màu cam cấp 4, nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. Việc đánh giá theo cấp độ từ quy mô cấp xã, khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể, nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, hành khách tham gia giao thông, trừ vận tải hàng không, đường sắt, phải đáp ứng các yêu cầu sau, tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng chống quốc gia chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Chỉ yêu cầu xét nghiệm khi có những nghi ngờ hoặc chỉ định điều tra dịch tễ đến từ vùng dịch cấp 3 và khách đến từ vùng dịch có ở cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa, không yêu cầu xét nghiệm đi lại trong địa bàn. Xét nghiệm hành khách trong các trường hợp một trong các biểu hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có các yêu cầu để điều tra dịch tễ hoặc đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa. Việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ, trường hợp được cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định mới về phòng chống dịch COVID-19 đối với các đối tượng áp dụng tại hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới. Ở địa bàn có dịch cấp 1, cấp 2, xe khách được hoạt động với tần suất bình thường. Đối với địa bàn có dịch ở cấp 3, Sở Giao thông Vận tải tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố cấp tỉnh quyết định việc vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên, đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số xe của đơn vị và có giãn cách chỗ trên xe, không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm. Sở Giao thông Vận tải đầu tuyến báo cáo, cấp tỉnh cho phép hoạt động tối đa 50% số tuyến theo lưu lượng trước đây và có giãn cách chỗ ngồi trên xe, không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm. Đối với các địa bàn có dịch cấp 4, dừng hoạt động xe khách liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, trừ xe công nghệ dưới 9 chỗ ngồi, sử dụng hợp đồng điện tử, vận chuyển học sinh, sinh viên, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ, có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử được phép hoạt động không quá 20% tổng số xe của đơn vị và có giãn cách chỗ ngồi trên xe. Riêng vận tải đường sắt và hàng không tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại quyết định số 1782 và quyết định số 1776 đã ban hành trước đó của Bộ Giao thông Vận tải. Thành phố Hồ Chí Minh thiếu giấy chứng nhận tiêm vaccine mũi 1 vẫn có thể tiêm mũi 2. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về việc tiêm vaccine COVID-19 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Theo đó, người không có giấy chứng nhận tiêm vaccine mũi 1 vẫn có thể tiêm mũi 2. Theo hướng dẫn của Sở Y tế, người không có giấy chứng nhận tiêm vaccine mũi 1 có thể tra thông tin trên hệ thống hoặc làm cam kết để tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19. Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức truyền thông để tất cả người dân đủ 18 tuổi trở lên ở nơi cư trú địa bàn chưa tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 mũi 1 hoặc mũi 2 khi đã đến hạn có thể dễ dàng tiếp cận điểm tiêm theo kế hoạch của địa phương, đảm bảo tiêm đúng lịch, đủ liều và an toàn. Các địa phương căn cứ danh sách người dân đã tiêm đủ mũi 1 trên hệ thống tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để chủ động mời người dân tiêm mũi 2 khi đến hạn. Nếu người dân thất lạc hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1 thì có thể cung cấp các thông tin về việc đã tiêm vaccine hoặc ký cam kết về việc đã tiêm mũi 1, điểm tiêm cập nhật hoặc điều chỉnh lại thông tin trên hệ thống và tiêm theo quy định. Các địa phương cũng có thể hướng dẫn người dân đăng ký tiêm vaccine qua đầu số 8066 như đã triển khai đối với người chưa tiêm mũi 1. Sở Y tế cũng cho biết, từ 12 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2021, đầu số 8066 cũng sẽ nhận tin nhắn đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 2 theo cú pháp mà Tổng đài đã hướng dẫn. Tùy theo số lượng người cần tiêm, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức điểm tiêm phù hợp, hiệu quả, an toàn, đảm bảo công suất tiêm. 21 lãnh đạo phường ở Hà Nội nghỉ việc khi thí điểm chính quyền đô thị. Hà Nội đề xuất hỗ trợ 3 tháng lương đối với 21 lãnh đạo phường phải nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành dự thảo tờ trình về chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố. Từ ngày 1 tháng 7, khi Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị, các quận và thị xã Sơn Tây đã bố trí các chức danh, trong đó bổ nhiệm 173 chủ tịch Ủy ban nhân dân, 335 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, chuyển gần 1.950 công chức phường sang công chức thuộc biên chế quận, thị xã quản lý, bố trí sắp xếp các chức danh lãnh đạo do không tổ chức hội đồng nhân dân phường. Bên cạnh đó, tổng số người nghỉ công tác, chuyển công tác là 58 người, trong đó nghỉ việc do dôi dư khi không tổ chức hội đồng nhân dân phường, không được bổ nhiệm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, không đủ điều kiện để bổ nhiệm hoặc chuyển thành công tác chức phường là 21 người. Trong số này có 11 chủ tịch hội đồng nhân dân, 9 phó chủ tịch hội đồng nhân dân và 1 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân. Số người nghỉ hưu đúng tuổi, chuyển công tác hoặc nghỉ thôi việc do nguyện vọng cá nhân là 33 người. Nhằm chuyển công tác quyền lợi và động viên người nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết số 97/2019, Quốc hội 14, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất hỗ trợ 3 tháng lương hiện hưởng người đối với lãnh đạo phường không đủ điều kiện để bổ nhiệm, công chức phải nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho 21 lãnh đạo phường trên địa bàn thành phố phải nghỉ công tác là hơn 388 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua nghị quyết này tại cuộc họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15, dự kiến họp vào tháng 12 năm 2021. Trước đó, ngày 27 tháng 11 năm 2019, Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo quyết định, chính quyền các địa phương, các phường thuộc khu vực đô thị, quận, thị xã của Hà Nội sẽ chỉ còn Ủy ban nhân dân, các cấp chính quyền khác vẫn gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Khi thí điểm chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, các quận, thị xã đã sắp xếp chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyển sang giữ chức danh khác, một số người được tiếp nhận vào công chức không qua thi. Đà Nẵng vẫn yêu cầu xét nghiệm COVID-19. Bộ Y tế hướng dẫn không xét nghiệm việc đi lại của người dân, song Đà Nẵng vẫn yêu cầu người vào địa bàn phải trình giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2. Hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành một tuần trước, 13 tháng 10, hàng loạt tỉnh, thành đã lần lượt bỏ yêu cầu giấy xét nghiệm với người dân trong địa bàn. Tuy nhiên, đến hôm nay ngày 19 tháng 10, Đà Lạt vẫn duy trì các chốt cửa ngõ, yêu cầu người dân, địa phương khác ngoại trừ Quảng Nam khi vào thành phố phải có giấy xét nghiệm âm tính bao gồm cả người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Sáng ngày 19 tháng 10, tại chốt kiểm dịch Hòa Phước, cửa ngõ tuyến quốc lộ 1A tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam, các phương tiện khi vào Đà Nẵng phải dừng xe lại khai báo y tế, quét mã QR, trình giấy xét nghiệm. Tài xế Lê Văn Dũng, 48 tuổi, chở khách từ Đắk Lắk xuống Đà Nẵng trên xe 12 chỗ, được hướng dẫn vào chốt khai báo y tế đã nhanh chóng chuẩn bị giấy xét nghiệm test nhanh. Tài xế luồng xanh chở người, hàng hóa được xét nghiệm miễn phí tại chốt kiểm dịch Hòa Phước. Đắk Lắk hiện nằm trong nhóm dịch bệnh cấp 2, vùng vàng nguy cơ trung bình. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người dân không phải xét nghiệm khi đi lại. Tuy nhiên, 7 hành khách trên xe của ông Dũng đều phải mang theo giấy xét nghiệm để được qua chốt. Nắm rõ quy định này nên tôi đã yêu cầu khách xét nghiệm đầy đủ, ông Dũng nói và cho biết thêm. Một nhân viên y tế trực chốt kiểm soát cho biết, thành phố đang thực hiện hướng dẫn tạm thời từ ngày 12 tháng 10, theo đó Đà Nẵng chỉ miễn xét nghiệm với người từ Quảng Nam. Người dân từ các địa phương khác vào thành phố, không kể cấp độ dịch hay đã tiêm vaccine, bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính. Lực lượng cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ kiểm tra, điều tiết phương tiện sẽ hướng dẫn cho những người ngoại tỉnh vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Mất phí, người dân ngồi chờ khoảng 30 phút, nhận kết quả sau đó đến điểm khai báo y tế. Lý giải việc Đà Nẵng vẫn duy trì yêu cầu xét nghiệm, đến sáng ngày 19 tháng 10, bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thành phố đang rà soát các tiêu chí, biện pháp để áp dụng theo nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm hướng dẫn thống nhất theo quy định chung. Khó khăn hiện nay là các địa phương trên cả nước chưa cập nhật đầy đủ cấp độ dịch theo quy định của Chính phủ. Bà Thủy thông tin, cho biết Đà Nẵng đã dự thảo văn bản thực hiện nghị quyết 128 nhưng đang cân nhắc. Theo công bố của chính quyền địa phương, tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng tạm thời ở cấp 2, nguy cơ trung bình. Địa phương đang phải trải qua dần 20 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Gần 100% người dân đã tiêm một mũi vaccine, tuy nhiên thành phố chưa đạt tiêu chí. Người trên 65 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn COVID-19 của Chính phủ chia các địa bàn thành 4 cấp độ dịch bệnh, gồm cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 và cấp độ 4. Hướng dẫn của nghị quyết, nghị định 128 của Bộ Y tế nêu rõ, không xét nghiệm với việc đi lại của người dân, chỉ xét nghiệm người đến từ các địa bàn cấp 4 hoặc khu phong tỏa, người cần điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp 3, người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.